Xin chào tất cả mọi người và bà con. Chào mừng mọi người và bà con đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ về cái cách mà mình tiến hành diệt cỏ không cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc là các loại thuốc có thể gây hại cho đất nhé. Đấy, thì hiện tại thì mình đang tiến hành một số cái phương pháp diệt cỏ. Giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem. Với những cái loài cỏ thông thường như các loài cỏ gậu ở đây thì hiện tại thì mình chưa tiến hành xử lý nhé. Hiện tại thì mình đang có một cái khu vực bài cỏ tranh. Thì hiện tại mình đang tiến hành sử dụng một vài cái phương pháp để diệt cỏ. Trước đây thì mình có sử dụng cái phương pháp là diệt cỏ bằng đàm này, phân lân, nước rửa chén. Đấy, hoặc là xà phòng. Thì cái phương pháp đó thì nó chỉ có thể là xử lý được ở cái cỏ bề mặt, tức là nó sẽ gây cháy và gây chết ở cái phần nổi trên đất. Thì hôm nay thì mình sẽ đang có hai cái phương pháp. Đấy là mình sẽ sử dụng phương pháp tức là làm yếm khí đấy, tức là không yếm khí và không cho cái ánh sáng vào cái bãi cỏ này. Thì thực ra cái phương pháp này thì mình đang áp dụng đối với cây cỏ tranh, tại vì cây cỏ tranh thì nó thường thì với cái cường độ ánh sáng cao thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Cho nên là hiện tại thì mình đang sử dụng đấy. Thì mình do không có cái loại bạt phủ cỏ ấy, chống cỏ, cho nên là mình đã sử dụng những cái bạt, nhưng mà với cái này thì mình có thể sử dụng bạt tối màu, hoặc là các bạn có thể chọn những cái vật cứng không xuyên thấu ánh sáng để các bạn dùng. Đấy. Còn những cái bạt này, thực ra cái này thì nó không có cái tác dụng gì nhiều đâu nhá. Đây là cái bạt rắn rỉ mình để che ở phần trên thôi. Nhưng mà thực ra cái này mình chỉ đang để như thế này thôi. Còn ở khu vực bên này chính là cái khu vực mà mình đang sử dụng cái phương pháp này. Và với cái điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc là để lâu ngày thì nó càng tốt ở đây. Nhưng mà khu vực xung quanh những cái gốc cây đã trồng sẵn thì mọi người cũng không nên là để kín quá, vì có thể là nó sẽ hỏng những cái cây trồng của mình. Đây, hiện tại thì mình bên này mình đang để này. Còn cái phương pháp thứ hai mình đang thực hiện ở đây là phương pháp đốt trấu. Tại sao mình không sử dụng các cái phương pháp lửa khác để mình đốt mà mình lại đốt trấu? Tại vì mọi người biết trấu thì nó sẽ cháy rất là chậm và nó sẽ thẩm thấu từ từ, cho nên là với phương pháp đốt trấu này thì nó sẽ làm cho những cái cây rễ cỏ tranh này nó có thể là nó sẽ bị chết, và cái khả năng mà nó làm cho những cái rễ này chết nó sẽ sâu hơn xuống cái bề mặt mặt đất, do nó giữ nhiệt ở một cái thời điểm, một cái vị trí khá là lâu so với mình đốt những cái cây khác. Thông thường nếu mà mình chỉ đốt bằng rơm rà hoặc những cái khác thì lửa nó chạy lan rất là nhanh đấy, nhưng mà đốt bằng trấu này thì nó sẽ cháy chậm từ từ, và nó giống như một cái ngòi cháy chậm, nó duy trì khá là lâu, cho nên là mình đang thấy tương đối ổn với cái phương pháp này. Ở đây bên này nhé, bây giờ ở đây thì mình đang đốt ở đây, mình đã đốt trước một ít rồi, hiện tại thì vẫn đang trong quá trình đốt ở đây này. Ở đây mình sẽ kiểm tra một vài cái vị trí nhé. Thực ra những cái trấu này mình đốt thì mình không sợ nó cháy sang những cái cây mình trồng ở đây. Mình có thể là đốt sát vào những cái vị trí như thế này, tại vì cái trấu thì nó khuếch tán nhiệt nó ít, nó không bị gió tạt rồi nó làm bén lửa, mà nó chỉ cháy ngầm như thế này. Đây, đây là cái vị trí trấu mình đã đốt này. Đây là những cái bài cỏ tranh mình đã cắt ngắn thế này. Thường thì nếu mà để các bạn đốt thì các bạn nên phát ngắn ra một phát cho nó ngắn hẳn hoàn toàn như thế này, sau đó mình đốt này. Thì đấy là cái kết quả sau khi mình đốt này. Đấy. Đầu đen. Đây, ở những cái vị trí này. Trấu thì nó gần như là những cái vị trí mà là trấu nó cháy thì gần như là nó thành trò thế này. Đấy. Và nó cháy gần như là hoàn toàn được nhá. Đấy, nó cháy thế này và nó sẽ giữ nhiệt tương đối lâu. Cho nên là đây là trấu nó cháy chưa hết mọi người nhé. Đấy, nhưng mà gần như những cái chỗ mà nó cháy đấy là các bạn thấy nó trọc luôn, nó hoàn toàn nó trọc luôn. Đấy. Đừng đó, để cho nó chạy nó còn không được. Đấy, cho nên là bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình
đốt cái cây này. Tất nhiên là cái cỏ tánh này là một trong những loài cỏ có thể nói là rất là khó để có thể tiêu diệt được hoàn toàn. Cho nên là các bạn muốn hiệu quả nó càng cao thì các bạn có thể sử dụng những cái lớp trấu nó có cái bề mặt dày, thì cái thời gian nó giữ nhiệt sẽ lâu. Đấy. Cho nên nó sẽ làm cho cái trấu này nó sẽ làm cho cái những cái cây rễ cỏ tánh ở dưới nó sẽ bị đốt nóng và có thể gây thối. Nó có thể dạng giống như nó gây hoại tử các cái rễ. Đây, hôm nay thì mình sẽ đốt những cái cây này. Con ơi, không bị tớ. Đấy, cái mặt trấu này càng dày thì cái hiệu quả nó càng cao. Nhưng mà cái việc diệt cỏ đối với cỏ tánh thì mình sẽ thực hiện đốt trấu ở cái lớp dày mà mình có thể đấy thực hiện một cho tới hai lần. Nhưng mà nếu mà đốt dày thế này thì các bạn có thể là chỉ cần thực hiện một lần là được. Đấy, mình sẽ phách tán cái trấu này nó đều và sau đó là mình sẽ tiến hành mình đốt. Ở đây không người chát bệnh. Thực ra là chỉ với một kia lượng liều thuốc lưu dẫn thì mình có thể là mình sẽ diệt ngay được cái cỏ trấu, cỏ tranh này hoặc là những loại cỏ khác, nhưng mà mình thì sẽ không muốn làm gây hại cho cái nền đất của mình, đặc biệt là những cái cây mà mình trồng ăn quả sử dụng trong nhà, cho nên là mình sẽ sử dụng cái phương pháp này. Còn ơi, không nghịch nữa. Đừng nói là không nghịch nữa mấy. Bồ nói là không nghịch nữa. Bồ nốt nữa nào. Bây giờ thì mình sẽ bồ nói không nghịch nữa mấy. Bây giờ thì mình sẽ đốt chấu này thành nhiều cái vị trí khác nhau để chấu này nó có thể là cháy hết được trong vòng một buổi tối hoặc là trong cái thời gian ngắn nhất, tránh trường hợp là khi quá trình mình đốt nó gặp thời tiết mưa. Đấy, thông thường hiệu quả nhất đối với phương pháp đốt chấu này là vào cái thời tiết nắng nóng thì nó sẽ có cái tác dụng và hiệu quả nó càng cao hơn. Đây mọi người nhé. Đấy. Mình sẽ đốt và để nó sẽ cháy từ từ như vậy nhé. Bố ơi, mấy cắt tống đi hẳn bị hẻo dân đó bố ạ. Đấy, nó đang cháy mà. Hẳn bị đèn thối thối luôn. Con đừng nghịch mà, để bố đang quay cho cô chủ xem. Đấy, mình sẽ đốt trấu này thành nhiều vị trí khác nhau để trong buổi tối nay nó sẽ lan, nó cháy. Và cái thời điểm này thì mấy ngày hôm nay ở chỗ mình sẽ còn nắng nóng, cho nên là mình sẽ đốt thế này nhé. Thì ngày mai mình sẽ kiểm tra lại cái kết quả. Cầm cây luôn, nhưng mà sẽ tương đối sát ở cái vị trí của những cái cây này. Có nó hơi đứng trên vị trí. Sát cái giấy hồng cung đi hẻo đó bố ạ. Cái giấy hồng cung đi hẻo gặp lại không một chỗ luôn. Bố cái giấy này là đột hay một trẻ ra nhỏ nhỏ. Đấy, mình sẽ dùng cái bia cắt tông vào mà bắt đầu mình sẽ đốt rồi đấy.
Đấy, cái trấu này nó sẽ cháy rất là chậm mọi người nhé. Mọi người có thể là dùng trấu hoặc mùn cưa, nhưng mà thông thường mùn cưa thì nó sẽ cháy nhanh hơn. Mình ở đấy thì mình sẽ ưu tiên dùng cái trấu này. Ở bên này ôi, sẽ đốt thôi này. Đấy, cái thời gian cháy của cái trấu này thì nó cực kỳ lâu mọi người nhé. Thật khi mà cháy càng lâu như thế này thì càng tốt. Thì những cái rễ cỏ ở những cái dưới lớp sâu nó sẽ bị nóng và có thể nó sẽ hoại tử những cái rễ đấy và nó sẽ hỏng. Đấy, như vậy là đã tương đối rồi. Bây giờ mình sẽ đốt ở cái vị trí bên này, mọi người thấy nhé. À, ngày mai thì mình sẽ kiểm tra review lại cái kết quả. Đấy, trước mắt là mình sẽ thực hiện như thế này. Ngày mai mình sẽ thấy được cái kết quả của cái cỏ bằng phương pháp. Để ý con ơi, đi trong phần chạy dưới hết ạ. Được rồi con ơi, con để ý nữa.
Con ơi thôi. Bố nói thôi mà. À, bây giờ thì mình sẽ chờ kết quả sáng ngày mai mọi người nhé. Đây là phương pháp diệt cỏ bằng trấu. Mình sẽ đốt trấu và trấu nó sẽ cháy từ từ nhé. Đấy, clip của mình hôm nay kết thúc ở đây mọi người nhé.